Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em dọn kho ra tiếp cho anh em được một bộ thớt công suất kèm với cassette của Denon. Thớt bên dưới là thớt âm ly công suất, thớt bên trên là thớt cassette. Con cassette này loại siêu chất luôn. Nó thiết kế theo kiểu là hai ổ băng như kiểu hai ổ đĩa CD ấy, mình bấm nó đùn ra. Đấy. Đây, cả hai ổ đều chạy còn rất ngon anh em nhé. Rất ngon, cu doa thay mới hết rồi. Dọn dẹp cho anh em sạch sẽ rồi. Về chỉ phải chạy thôi. Con này thì nó có chế độ đu binh. Đây nhá, đu binh này, anh em nhìn nút đu binh đây nhá. Đây này. Anh em nhìn kỹ này. Từ điện thoại không lấy nét được. Đu binh nhá, nút đu binh này. Đấy. Khi anh em bấm nút đu binh ấy thì cái băng ở ổ 1 nó sẽ ghi sang băng của ổ 2. Thế nên là con này anh em dùng để anh em ghi băng rất là tiện. Có nghĩa là cóp băng, có nghĩa là ghi cóp thẳng từ cái băng này sang cái băng này. Anh em chỉ cần mượn một cái băng hay về, anh em để sang ổ này, rồi anh em cho cái băng của anh em sang ổ này, anh em bấm cái nút đu binh thì là cái băng của anh em sẽ tự ghi cái băng của anh em mượn về, ví dụ thế nhá, anh em dễ hiểu. Đấy, thâu băng. Đấy. Đây em mở test cho anh em hai bản nhạc, hai ổ luôn nhá. Đầu tiên là test ổ 1 cho anh em này, băng cassette ổ 1 này. Chạy đi nhá, chạy lại này. Đây, chạy đi, bấm nút đèn đi sáng. Bây giờ bấm chạy lại này, đèn chạy lại sẽ sáng này. Tiếp này sang ổ 2 này. Play này. Băng là ngon nhá. Đây còn phần dưới âm ly này. Âm ly này thì là anh em sẽ có nhiều chế độ nhạc để mình nghe theo ý thích của mình. Disco vocal. Đấy. Anh em nghe cái chế độ nào anh em thấy nó hợp tai anh em để nhá. Còn bình thường em nghe em chỉ để flat này thôi, là để em nghe nó chân thật nhất. Nó không có quá cái giải nào cả, giải nào nó cũng trung bình. Nó đầy đủ giải chi tiết hơn. Đấy. Còn nếu anh em thích nhiều bass hoặc nhiều chép, anh em để chế độ khác nhá. Đấy. Còn cái nút SDB này này, đây này, anh em nhìn gần này, SDB. SDB này khi em ấn vào ấy, thì là nó sẽ tăng cái bass lên nhé, âm trầm sẽ tăng hơn nhiều nhé. Volume nó có một chỉ vàng điểm đây, nhìn nó khá là sang nhé. Con này xám, kiểu xám lung chuột, nhìn nó khá là sang trọng. Đấy. Đây, function để mình chuyển chế độ này sang... Một số lượng rất là lớn trên cây nhỏ tay này, lên tới hàng vạn cây. AUX. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xa từ thuở nào. Em ghép cho anh là ghép cặp bass 30 này nhá. Nó đây HS355 này. Âm thanh rất là hay luôn.
tiếng nó rất là chuẩn, tiếng và chi tiết sạch. Đấy, đến nông chỗ này là cầu đầu loa này, con này là không, em không nhìn thì cứ ghi công suất ở đây, không biết chính xác công suất là bao nhiêu. Đấy, nhưng mà chắc chắn một điều là điện là 100V nhé, hàng Nhật điện 100V anh em nhé, không lẫn được. Đấy, điện 100V anh em chú ý không cắm nhầm điện nhé. Bộ này rất hay và chất. Đấy, sai ngang của con này trước vậy đâu, sai ngang con này là sai ngang là 28 anh em nhé, sai ngang của nó là 28 nhé. Đấy, cái giá thì anh em sở hữu cái bộ này em để cho anh em thanh lý chỉ 1,5 triệu thôi nhá, coi là bằng cái giá tin âm ly, còn đâu cassette là rất là ngon, anh em hãy được hưởng cái phần đấy nhá, coi như là bán thanh lý cho anh em thôi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0966574 8574, em muốn nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đây cho tiện. Rồi, chào anh em nhé.